Chào các bạn, mình tên là Nguyễn Đức Tú. Thì tiếp tục mình giới thiệu một video mình chia sẻ về cái cách mà bố trí các cái phòng ngủ nhỏ. Bởi vì những cái ngôi nhà nhỏ thì cái cách bố trí hợp lý thì nó sẽ giúp cho cái phòng ngủ của chúng ta nó trở nên đẹp hơn, tiện nghi hơn. Và khi chúng ta vô cái phòng ngủ chúng ta sẽ cảm thấy nó thoải mái hơn. Thì mình đã liệt kê ra một số các cái nguyên tắc để bố trí các phòng ngủ nhỏ. Thì mình giới thiệu cho các bạn để mong các bạn có thêm những cái kiến thức và bố trí cho mình cái phòng ngủ hợp lý nhất. Thì ở đây mình đã ghi sẵn ra. Cái thứ nhất đó là cái hạn chế sử dụng các cái đồ nội thất. Thì các bạn cũng biết các cái phòng ngủ nhỏ thì xu hướng bây giờ người ta hay làm theo các cái đồ nội thất mà nó cực kỳ đơn giản và nó âm tường luôn các bạn. Là nó không có những cái hoa văn gì đó, nó chỉ có âm trong cái tường và nó cực kỳ đơn giản. Đó. Thì khi mà nó đơn giản như vậy thì các bạn sẽ nhìn thấy cái phòng ngủ của chúng ta nó rộng rãi hơn. Tất cả những cái đồ đạc chúng ta đẩy hết vào trong cái tủ ấy. Các cái tủ âm ấy, chúng ta đẩy hết vào trong đó và chúng ta đóng nó lại. Và cái màu sắc cũng thế. Trong cái phòng ngủ chúng ta không nên sử dụng những cái màu mà lòe loẹt hoặc là quá nhiều các hoa văn. Chúng ta chỉ sử dụng có thể là những cái tông màu nhấn của cái giường hoặc là nhấn của cái tủ, hoặc có thể là nhấn nhẹ một xíu ở ngay cái đầu giường hay là gì đó thôi. Đó, để nó tạo ra một cái cảm giác mà nó phòng ngủ nó tinh tế. Đó, thì nó rất là phù hợp với cái phòng ngủ nhỏ nên các bạn cần phải lưu ý. Cái thứ hai là cái kê giường ở sát góc. Đây, kê giường ở sát góc thì các bạn cũng biết rồi. Thì với các cái phòng ngủ nhỏ thì mình nên khuyên chủ nhà đẩy cái giường mua sát góc để mình có những cái không gian mình đi lại, để mình còn sinh hoạt được trong cái phòng đó nữa. Đó, cái phòng ngủ to thì chúng ta có thể để cái giường ở giữa cái phòng, chúng ta còn những không gian rất là rộng. Nhưng mà đối với cái phòng ngủ nhỏ thì chúng ta đưa kê sát vào trong cái góc đó, thì cái không gian còn lại chúng ta còn để chơi, còn để sinh hoạt, còn để những cái đồ gì đó, thì cái phòng ngủ của chúng ta cảm giác nó thoải mái hơn. Đặc biệt là những cái phòng ngủ mà 12 m² hoặc là 10 m² gì đó, các bạn cần phải lưu ý là kê sát nó trong các cái góc. Thì khi mà kê sát góc thì các bạn có thể ngủ nó sẽ thoải mái hơn nữa, bởi vì không có cảm giác rớt xuống dưới đất. Thì các bạn cần phải lưu ý. Rồi, cái thứ ba là thiết kế giường ngủ thông minh. Thì cái đây cũng là một cái xu hướng thiết kế cho các cái căn hộ cũng như là các cái phòng ngủ nhỏ. Thì cái giường thông minh này nó rất là hay các bạn. Khi mà cái giường thông minh á, thì nó có thể làm tới 2 cái tầng là 2 giường đó. Rồi cái giường thông minh là nó có thể là nó kéo ở dưới cái gầm giường, có thể các bạn kéo ra nó trở thành một cái giường nữa. Hoặc cái giường thông minh nó có thể là khi mà các bạn ngủ các bạn kéo nó xuống. Lúc mà các bạn không ngủ thì các bạn kéo nó lên thì nó giống như một cái tủ âm thôi. Đó, thì cái giường ngủ thông minh nó hay như vậy. Hoặc cái giường ngủ thông minh này này, nó có thể là làm cái sofa cho các bạn trong cái phòng. Khi mà các bạn không cần cái giường, nó sẽ trở thành cái sofa. Mà khi mà các bạn cần cái giường, các bạn kéo ra nó trở thành một cái giường ngủ. Thì nó có rất là nhiều cách mà thiết kế các cái giường ngủ thông minh. Thì các bạn có thể lên mạng, các bạn có thể tìm hiểu những cái cách đó để các bạn bố trí làm sao cho nó phù hợp với cái căn phòng của mình. Rồi cái thứ tư đó là tận dụng thiết kế tủ đầu giường. Thì các bạn cũng biết là rất là nhiều các chủ nhà mà khi mà bố trí trong phòng thì mình cũng nghĩ mình phải có một cái tủ riêng. Nhưng mà cái vị trí đầu giường là cái vị trí mà thường là mình ít tận dụng nhất. Nhưng mà nếu mà các bạn biết cách mà sắp xếp, các bạn tận dụng cái đầu giường này là hai bên cái đầu giường này, hai bên cái chỗ cánh gà của hai bên đầu giường ấy, các bạn làm cả hai cái cục đôn hoặc là hai cái kệ mà để đèn, để điện thoại đó, thì các bạn đóng mua luôn thành một cái tủ âm. Thì các bạn sẽ được rất là nhiều các cái không gian để các bạn để các cái đồ dùng ở trong đó. Đó, thì khi mà các bạn làm như vậy thì cái căn phòng của bạn nó sẽ còn rất là nhiều các không gian khác để cho cái phòng ngủ của bạn nó rộng hơn. Nên là thiết kế cái tủ mà nó nằm trên cái đầu giường này, nó cũng là một cái rất là hay để các bạn. Khi mà các bạn đóng nội thất thì các bạn cũng nên lưu ý để làm sao để mà trang trí cái đầu giường của mình. Cái tủ nó vừa mang tính chất trang trí, nó vừa làm cho cái không gian của chúng ta nó cảm giác nó rộng rãi hơn, nhiều không gian để đồ hơn. Đó, các bạn cần lưu ý nha. Rồi tiếp tục mình giới thiệu cho các bạn một cái nữa, đó là chiếu sáng của phòng ngủ. Thì cái phòng ngủ á, thì đối với mình rất là thích ánh sáng tự nhiên. Nên là đối với các cái ngôi nhà của mình thế, ngôi nhà lớn hay ngôi nhà nhỏ, thì mình đều khuyên chủ nhà nên chừa các cái lỗ giếng trời đằng sau, ở giữa và ở trước, để mục đích là lấy được ánh sáng tự nhiên vào trong phòng. Thì khi mà những cái ngôi nhà nhỏ có các cái phòng nhỏ thì các bạn cũng trổ được những cái cửa ra và làm những cái view kiếng rất là nhiều để làm sao để các bạn lấy được cái ánh sáng tự nhiên đó. Thì cái phòng của các bạn đó, nó cảm giác là nó rộng rãi hơn. Và thực tế là mình rất là thích những cái ánh sáng tự nhiên bởi vì nó không có làm hư mắt của con mình. Và mắt của mình cũng thế, khi mình nhìn ra ngoài, mình nhìn vào cây xanh hoặc là mình nhìn vào ánh sáng tự nhiên thì mình cảm giác nó thư thái hơn đó. Nên là mình rất là thích sử dụng các cái ánh sáng tự nhiên cho cái căn phòng nhỏ đó. Thì các bạn chỉ cần làm hết cái view kiến, các bạn chỉ làm cái rèm các bạn kéo ra thôi. Rồi lúc nào các bạn muốn kín đáo, muốn riêng tư, các bạn kéo cái rèm lại thì cái phòng ngủ của các bạn nó rất là hiệu quả. Và cái thứ hai là cái đèn chiếu sáng của phòng ngủ cũng thế. Nếu mà các bạn thiết kế nó tinh tế, có thể là các cái đèn pha, có thể là các cái đèn trang trí, các cái đèn thả, thì nó tùy cái tâm trạng của các bạn thì các bạn bật các loại đèn ấy lên thì nó sẽ làm cho cái không gian phòng ngủ của các bạn nó tinh tế và nó ấm cúng hơn. Đó là nên là khi các bạn chọn cái đèn phòng ngủ, các bạn cũng cần phải lưu ý. Cái đèn phòng ngủ nó có rất là nhiều các loại mẫu mã khác nhau theo từng phong cách cổ điển, phong cách hiện đại, nó có rất là nhiều các loại đèn. Nên là các bạn muốn cái phòng ngủ của mình đẹp thì các bạn cũng nên nghiên cứu các cái loại bóng đèn đó để nó cái không gian phòng ngủ của chúng ta nó trở nên đẹp và tinh tế, lãng mạn hơn đó. Rồi cái thứ 6 là sắp xếp công năng dồn về một góc. Thì các bạn cũng biết rồi, những cái bên trên này mình cũng đều hướng các bạn về đẩy tất cả về một góc, giống như giường ngủ, giống như là các cái tổ âm đó. Để làm gì? Để làm sao để các bạn còn những cái không gian khác để làm cho các phòng ngủ các bạn nó rộng hơn đó. Thì cái giường về một góc, cái bàn làm việc về một góc, các bạn có thể kết hợp nó hết về một góc như vậy. Thì những cái không gian còn lại thì nó là cái không gian trống, nên là thực tế là các bạn sẽ thấy cái phòng mình nó rộng hơn đó. Nếu mà được thì các bạn có thể là dùng các cái một số các cái góc khuất đó, các bạn có thể đặt các cái kiếng tương phản để cảm giác là cái phòng của các bạn nó còn rộng hơn nữa nha. Thì các bạn lưu ý thì cái kiếng thủy á, mình cũng sử dụng nó tinh tế một xíu để nó không có cái cảm giác mà nó bất an, mà nó tạo cho các bạn cái cảm giác mà cái nhà của các bạn nó sẽ rộng hơn đó. Thì mình vừa trình bày cho các bạn là sáu cái cách mà để mà trang trí, để mà bố trí, để mà thiết kế cho cái phòng ngủ nhỏ. Thì rất là vui khi các bạn đã theo dõi mình. Thì nếu mà các bạn thấy hay, các bạn có thể chia sẻ cho nhiều người được biết. Và cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Chào các bạn.